không phải Quang Linh Vlog, đây mới là người đàn ông Thùy Tiên thầm thương trộm nhớ. Netizen liên tục tréo gọi Quang Linh Vlog dưới bài viết mà Thùy Tiên đăng tải. Sau một tháng nóng cùng World Cup, trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp đã diễn ra. Kết thúc màn tranh tài kịch tích, đội tuyển lên chức vô địch World Cup 2022 chính là Argentina. Mặc dù niềm vui đã qua nhưng nhiều cổ động viên vẫn chưa quên được giây phút ăn mừng chiến thắng đấy, và Hoa hậu Thùy Tiên cũng không ngoại lệ. Trên fanpage cá nhân, Thùy Tiên đăng tải tấm hình cô tạo dáng sao y bản chính với thần tượng là Messi kèm dòng chú thích: trận chiến đã kết thúc nhưng dư âm thì còn mãi. Thùy Tiên là fan của Argentina nói chung và Messi nói riêng. Trước trận chung kết World Cup vừa qua, nàng hậu diện áo của Argentina và ngồi cổ vũ, theo dõi chăm chú từng phút giây trận đấu diễn ra. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận trêu đùa và liên tục tréo gọi Quang Linh Vlog cho rằng anh đã mất Thùy Tiên thật rồi. Chị Tiên ơi, thế còn anh Linh của em thì sao? Sao chị lỡ bỏ rơi anh ấy vậy? Thùy Tiên, Messi rất đẹp đôi nhưng Thùy Tiên với Quang Linh còn đẹp đôi hơn. Anh Linh buồn lắm đó, ngoài kia khó khăn quá, về nhà anh Linh em chờ chị nhé. Thùy Tiên được khán giả yêu quý bởi tính cách hòa đồng, thân thiện. Cô thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội và không ngại chia sẻ những tình huống cười bể bụng. Những tình huống khiến dân tình hào hứng không thể không thể kể đến màn đẩy Thùy Tiên, Linh nhiệt tình của cư dân mạng. Kể từ sau chuyến từ thiện tại Angola, Thùy Tiên, Quang Linh Vlog là một trong những couple được người hâm mộ đẩy thuyền đầy quyết liệt.